Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettel Star TV. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho anh em một chiếc máy cũng đến từ thương hiệu đấy là Xiaomi, nhưng có một trong những điểm khác biệt so với chiếc Mi 11 Pro trước đó mình đã gửi tới anh em thì đây là một chiếc máy mà hoàn toàn không có bất cứ một cổng kết nối hay không có bất cứ một phím vật lý nào ở trên máy. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có một chiếc máy vô cùng liền mạch và đi kèm với đấy chúng ta cũng sẽ có một màn hình cong vô cùng sexy và tràn viền. Vậy thì cụ thể thiết kế ở trên chiếc máy này như thế nào thì hãy cùng mình tìm hiểu ở ngay trong video ngày hôm nay nhé. Về cơ bản thì chiếc máy này đã được xuất hiện ở trong một video giới thiệu của Xiaomi và chiếc máy được gọi với một cái tên là Quad-Core Waterphone Display Concept Smartphone. Và theo như công bố của hãng thì chiếc máy này sẽ đạt tới độ cong 88 độ ở cả bốn cạnh và gần như không có khung viền. Chính điều này khi mà chúng ta nói về thiết kế thì quan điểm cá nhân của mình là chúng ta sẽ có được một cái cảm giác cầm nắm nó sẽ tốt hơn đôi chút. Nhưng để đánh đổi lại thì vấn đề liên quan đến độ bền sẽ là một dấu hỏi rất lớn. Tại vì sao? Đấy là khi chúng ta tiếp xúc dưới các bề mặt phẳng và dưới một tác động lực lớn thì rất có khả năng phần mặt kính ở trên chiếc máy này sẽ xảy ra hiện tượng. Đấy là bị vỡ một cách rất dễ dàng. Và để tạo ra một màn hình độc đáo này thì Xiaomi đã sử dụng một thiết bị kính cường lực tự phát triển, trải qua quá trình uốn nóng dưới nhiệt độ 800 độ và trong đó có 4 công cụ đánh bóng khác nhau và hơn 10 quy trình đánh bóng vô cùng phức tạp. Nếu như mà để xét về những cái quy trình này thì mình cho rằng đây là những quy trình vô cùng phức tạp. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì khả năng hoàn thiện phần viền vẫn đang là một dấu hỏi lớn, khi rất có khả năng phần viền màn hình cũng như là phần khung nó sẽ xảy ra hiện tượng nên nó sẽ bị hở một chút. Và nếu như trong quá trình hoàn thiện Xiaomi không khắc phục được điều này thì việc chúng ta hoàn toàn có thể kẹp được một tờ tiền vào giống như cái cách mà iPhone 12 series năm nay đang gặp phải, nó sẽ là một điều rất dễ hiểu. Và nếu như mà nhìn qua video thì anh em cũng nhận ra rằng chiếc máy này rất giống so với concept Apex của Vivo. Đây là chiếc điện thoại đầu tiên ở trên thế giới có thiết kế màn hình không cổng vào trong năm 2019. Điểm khác biệt duy nhất ở trên mẫu Vivo Apex này đấy là nó chỉ cong ở bên hai cạnh trái và phải, còn chiếc máy mới của Xiaomi nó sẽ cong đều ở cả bốn cạnh. Và khi mà xét về cái kiểu thiết kế màn hình này thì chắc chắn 100% đấy là chúng ta sẽ có được trải nghiệm chạm vuốt tốt nhất. Nhưng lại một dấu hỏi nữa được đặt ra, đấy là nếu như nó được bó cong quá nhiều thì trong quá trình sử dụng liệu chúng ta có xảy ra hiện tượng là bị trơn hay bị trượt hay không, hay đây chỉ là những nguyên mẫu để cho người dùng chúng ta sử dụng thử ở trong một vài sự kiện và để test xem là liệu cái nguyên mẫu này có khả thi để đem lên dòng smartphone của mình hay không. Anh em thấy sao để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment nhé. Và ở một vài khía cạnh khác thì mẫu điện thoại ý tưởng mới của Xiaomi cũng có công nghệ camera selfie dưới màn hình hệ thứ 3. Với công nghệ camera selfie dưới màn hình thì đến thời điểm hiện tại, quan điểm cá nhân của mình thấy rằng đây là một công nghệ rất mới, rất thời thượng, nhưng để đánh đổi lại thì với những gì mà các hãng ở thời điểm hiện tại hoàn thiện ở trên màn hình không khiếm khuyết, cụ thể đấy là Vsmart với chiếc Vsmart Aris Pro hay là chiếc ZTE với chiếc Asus 20 5G thì đây sẽ là một trong những dấu hỏi rất lớn khi không biết rằng Xiaomi sẽ khắc phục vấn đề phần diện tích hiển thị khi mà chúng ta sử dụng camera selfie ẩn dưới màn hình nó có xảy ra hiện tượng gì hay không. Nó vẫn đang là một ẩn số rất lớn. Và máy cũng sẽ có công nghệ sạc không dây. Tất nhiên rồi, chúng ta không có jack cắm thì chúng ta sẽ phải sử dụng sạc không dây. Hỗ trợ eSIM và đi kèm với đấy chúng ta sẽ có một cảm biến siêu nhạy. Và Xiaomi cũng tuyên bố rằng họ có tới 46 bằng sáng chế kỹ thuật cho thiết bị này. Với việc như vậy thì chúng ta sẽ có được đấy là những công nghệ tiên tiến nhất ở trong năm. Tất nhiên rồi, chúng ta có sạc không dây. Và đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa biết rằng công suất sạc không dây ở trên nguyên mẫu máy này như thế nào. Nhưng theo quan điểm cá nhân của mình đấy là với việc tạo ra những chiếc máy để làm nguyên mẫu thì chắc chắn Xiaomi sẽ đem đến cho chúng ta những công nghệ thực sự tiên tiến nhất. Đấy là có khả năng chúng ta cũng sẽ có sạc nhanh với công suất rất lớn. Và đi kèm với đấy thì chúng ta cũng sẽ có hỗ trợ eSIM để giúp cho chúng ta có thể tiện lợi hơn trong công nghệ số thời điểm hiện tại. Chúng ta không nhất thiết phải sử dụng SIM vật lý nữa. Còn với các cảm biến siêu nhạy thì đây là một dấu hỏi lớn. Tại vì sao? Đấy là chúng ta chưa có thể trải nghiệm thực tế. Toàn bộ những gì mà Xiaomi tuyên bố nó chỉ xuất hiện ở trong một đoạn video rất ngắn và không biết anh em thấy thế nào thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment. Nhưng có một câu hỏi được đặt ra ở đây, đấy là liệu Xiaomi có sẵn sàng đưa chiếc máy này vào sản xuất thực tế hay không? Thì theo quan điểm cá nhân của mình, đấy là Xiaomi chưa thể nào đưa một thiết bị như vậy vào sản xuất ngay ở trong khoảng thời gian tới. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn chưa sẵn sàng cho việc có những chiếc điện thoại không cổng kết nối là cái thứ nhất. Cái thứ hai đấy là chúng ta vẫn chưa thể nào sẵn sàng trong việc hoàn thiện màn hình không khiếm khuyết, hoàn thiện một màn hình có camera selfie ẩn dưới màn hình. Vì hãy nhìn những gì mà Vsmart hay ZTE đã từng làm đi. Đến thời điểm hiện tại chắc chắn rằng các hãng vẫn chưa thể nào khắc phục được một cách tối đa. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta chỉ có một hãng duy nhất có tiềm năng để đem camera selfie ẩn dưới màn hình. Đấy chính là Samsung. Với rất nhiều bằng sáng chế thì Samsung vẫn chưa ra bất cứ một nguyên mẫu nào cả. Thế nên có lẽ rằng mình nghĩ nó sẽ phải rơi vào khoảng tầm 1 năm rưỡi cho đến 2 năm nữa thì Xiaomi mới có thể phát triển chiếc máy này. Và cũng có một vài điểm lưu ý của mình dành cho anh em, đấy là màn hình thắt nước ở cả 4 cạnh thì cũng khá dễ vỡ và không thích ứng với tất cả các ứng dụng và nội dung hiển thị.
Và trên hết thì thao tác trên màn hình thắt nước này cũng để lại rất nhiều những khó chịu và thao tác sử dụng hàng ngày. Chúng ta có thể bấm hay chạm nhầm ở bất cứ vị trí cạnh nào của máy. Và điều này nếu như mà để xét về tính thiết thực thì có lẽ rằng nó vẫn chưa quá thiết thực. Có lẽ rằng Xiaomi sẽ phải khắc phục đôi chút hoặc là đem đến cho chúng ta những cảm biến thực sự nó rất tốt thì người dùng chúng ta mới có thể yên tâm để sử dụng chiếc máy này. Và có lẽ rằng chiếc máy này vẫn đang chỉ dừng lại ở mức độ ý tưởng và nó có nghĩa là một chiếc điện thoại thông minh ở trong khoảng thời gian tương lai mà thôi. Còn anh em thì anh em nghĩ sao về chiếc máy này thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share cũng như là nhớ subscribe kênh YouTube của chúng mình. Mình là Ngọc Linh, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo.